món lòng heo sầu nghệ nha cả nhà. Lòng sầu nghệ kiểu miền Trung nha mọi người. Lòng mình làm rất là kỹ rồi đó. Nhìn hấp dẫn không? Cái này chờ cho nó chín xong rồi mình bỏ hẻ lá vô mọi người. Rồi xong rồi nghe cả nhà, mời cả nhà thưởng thức nha.